trái này nè, nó hai trái. Xin chào mọi người, mình rất vui gặp mọi người lại trên kênh Tâm Phúc Vlog của mình ha. Thì hôm nay thì mình đi dầm vườn rồi, mình không còn thời gian để mình quay mấy cái clip mà vui vui hài hài ăn trái cây này kia nọ ha mọi người. Hôm nay mình ra vườn của mình làm, lúc nào mình rảnh thì mình quay mấy clip đó mới được. Hôm nay thì mình vườn bưởi của mình nó dài, hôm rồi nó ra bông quá nhiều đó, hôm nay trái nó đậu quá trời quá đất, thành ra mình phải đi tỉa bớt, bỏ bớt đó mọi người, chứ không thì nó chết cái cây của mình. Mọi người thấy không, nó đậu trái quá trời, đậu luôn à, đủ cỡ hết trơn nè, to có rồi nhỏ có, người nó bự cũng có, thành ra nó nhiều lắm mọi người. Hôm nay mình ra vườn mình chia sẻ với mọi người cách để trái bưởi nè, mình tỉa nó rất nhóc hết trơn nè mọi người. Đó. Trên cây còn rất là nhiều luôn mọi người thấy trái nó kinh hồn không? Làm vườn nó cũng khổ lắm mọi người, mình trồng cây ăn trái á mà nó không có trái á thì mình cũng rầu, nó không có đậu trái thì mình cũng rất là rầu. Còn nếu mà nó đậu nhiều quá thì mình cũng hơi bị cực. Nhưng mà hạnh nó đậu nhiều cực nhưng mà nó còn sướng hơn là nó không có trái nào. Đó, rồi thôi giờ mọi người coi mình chia sẻ cái cách tỉa bưởi của trái bưởi con hả mọi người. Trái bưởi con là trái bưởi còn nhỏ mọi người. Hôm rồi mình có làm cái clip mình chia sẻ như trồng bưởi rồi cách mô này kia nọ đó, dưới cành đâu. Hôm nay mình chia sẻ cái cách là đi trái bưởi con như thế nào cho nó đúng nha mọi người. Thì giờ mọi người đi theo mình nha. Mọi người thấy không? Đây chùm hai trái mình phải bớt nha. Mình không có nên để chùm hai trái. Hai trái gì ha? Nó bị kẹp lại nha mọi người. Nó hay bị xấu cái chân cho cái khoảng này nè. Mình ra mình bẻ bớt một trái, mình chùm một trái. Trái này trái tròn nè, để còn những trái mà tí nó to nhưng mà mình cũng bỏ luôn à. Mọi người thấy không, cái này xấu quắc à, cái này nó bự rồi nè, cũng bỏ luôn à. Trái này cũng nói chung là nó cũng tương đối thôi, mình để đi à. Trái rất là nhiều nên mình phải bỏ bớt nha mọi người, nếu không mà cái cây mình nó bị kiệt sức, nó chết luôn á. Mình ăn cái tuổi thọ nó không được dài. Cái này là gọi là trái đọt nè mọi người. Mọi người thấy không? Từ cái đọt nó đầm ra nó có trái luôn, nó trái như cam, mình hết bỏ, mình không có để được. Mình hết bỏ nhóc luôn, mình hết nè, hết nguyên đồng mình bỏ luôn, rất là nhiều. Vì mình không thể nào mình để cho một cái cây mà nó bao nhiêu trái được, mình phải tỉa bớt. Mọi người thấy không, như cái chùm trái này nè, nó hai trái nhưng thật sự nó không có, cái trái này nó đâu có tốt lành gì đâu, mình bỏ đi, mình chừa trái này mình có to à, to lên à, người thấy quá trời trái không à, thì bỏ bớt thôi. Hay à, bây giờ mình chỉ sớm giờ mình cũng nói sơ lược là mình tỉa bớt thôi chứ mình cũng chưa nói thế nào là
cái bưởi thế nào là để như thế nào chưa nhưng mà giờ mình đi đi vào cái cơ bản ha. Thì một khi mình muốn chọn cái bưởi mình để cho nó lâu dài á thì mình phải chọn là một cái bưởi nó rất là tròn nha mọi người, nó tròn như cái này nè. Mình xay qua xay lại, có nghĩa là mình xay chứ không phải xay cầm trái xay, nhiều khi nó sức xuống mình thấy nó không có méo bên nào thì mình chừa, mình đùm này hai trái thì mình bỏ bớt trái. Thì sao trái này nó rất là lớn nha, lớn mình mới bán được hàng nhất, là nó mới có giá trị tiền nó cao nhất. Đó, cái bưởi này tròn rồi mình phải nhìn cái tâm này nè mọi người, dưới đít này nè, nó giữa cái trái bưởi chứ đừng méo bên này hoặc là méo bất cứ hướng nào á là mình mới chừa được ha. Vòng vòng nó rất là láng nè, hình như trái này, cái này để mình chỉ cái tâm nó không có tròn nè, người thấy không, nó méo nè, nó méo xẹo qua bên nè, đúng ra nó mọc ngay trên chỗ này mới đúng mà nó mọc xích qua đây đó. Rồi mọi người ha, rồi mình hái xuống cho mọi người coi luôn, bắt đầu có tròn nè, vì méo mình để lớn lên là nó còn méo nặng hơn nữa, bây giờ nó còn nhỏ mà nó méo vậy rồi. Như vậy mình đâu có để làm cái gì, đồng này ba trái mà nó giống quỷ hay vậy. Thì mình chỉ có chút kinh nghiệm chia sẻ với mọi người thôi, thế thôi ha. Thì mọi người nào có làm vườn thì mới làm thì cũng biết cách mà tỉa trái bớt cái tỉa vườn bưởi mình, nó lỡ nó ra cái mùa thuận nó trái nhiều quá mình bẻ bỏ bớt, mình tỉa bỏ bớt đừng để nhiều. Cái cây này hồi mình tỉa là chừa khoảng, cây này to lắm rồi, khoảng 10-15 trái à chứ không có để nhiều, vậy mình ăn mấy bền. Lúc trước mình không biết á, mình để trái quá trời trái luôn rồi nó chết hết số cây của mình đó. Nó kiệt sức, mình là mình cung cấp không đủ cho nó bị kiệt sức. Còn mấy anh chị nào, cô bác nào thì có làm bưởi lâu năm thì bỏ qua cho mình ha, mình thì cũng kiến thức thì cũng không bằng mấy anh chị làm đâu. Hôm nay mình cũng mới làm gần đây thôi, mình cũng có chút xíu kinh nghiệm để chia sẻ cho mấy anh em nào mới làm vườn. Rồi thôi, video mình đến đây kết thúc ha mọi người. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh của mình ha, ủng hộ mình để mình tạo động lực để làm những video tiếp theo và hướng dẫn mọi người trong nhiều cái vấn đề làm nông nghiệp, trồng trọt chăn nuôi nhân dân ha. Thì cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ha. Xin chào tạm biệt.